Mình xin chào tất cả anh em, mình là Trung ở Long An đây, kênh máy nông nghiệp Việt Nam ấy. Hôm qua là chủ nhật, hôm nay là thứ hai. Hôm qua chủ nhật mình ở nhà một ngày hoàn thiện cái một cái món đồ, cảm thấy nó vui vui hay hay, up lên cho anh em xem thử. Đây là cái con đầu máy Honda, đầu máy càng Honda F610 5,5 HP, đầu HP bình thường thôi, không có gì đặc biệt hết. Để đưa giờ cao lên cho anh em xem này. Mình đóng cái phần keo lơ phía sau, mình gọi là cái móc nhỏ nhỏ, móc sàn ấy, để chở đồ linh tinh. Hôm qua vừa hoàn thiện xong, sáng nay vừa sơn một cái màu đỏ chói chang luôn đấy anh em. Mình xíu nữa mình sẽ review cái phần phía sau để anh em nhìn rõ hơn tí. Còn 620 thì hôm trước mình có up lên rồi. Con này thì mình đôn lớp, lớp trước lên lớp cao hơn một tí, mình cho nó rõ này, mình lấy nét lại nha. Đó, gắn tạ đầu này. Rồi bây giờ mình chuyển sang phần phía sau để anh em xem nhé, chi tiết phần phía sau nhé anh em. Nhìn tổng thể cái con F610 ngược sáng nhìn không rõ mấy. Phần đầu máy thì mình không cần giới thiệu nhiều, con này Honda 5.5 bình thường thôi, 6 số, 3 số 2 tầng, có nghĩa là 6 số tiến, 2 số lùi. Đây là phần mình vừa định đóng phía sau, sơn phết, cặp lớp, cái này lớp cũ thôi, với cặp mâm máy cài, sơn nó lè lẹt hết rồi. Dàn sắt si toàn bộ bằng một cái dàn khung chấn này, hộp 1 ly 8 này, hộp 1 ly 2 này, sàn 1 ly 2, kẽm, tất cả là kẽm hết. Đấy. Những cái gì, những cái món đồ mà mình có thể tìm được gần nhà nhất có thể mua về làm một cái sàn. Đấy, nhìn xa ra nhé em. Nhìn nó phẳng và nó cân đối. Mình dự định đóng món này để chở hàng linh tinh, linh tinh. Đây, bố trí thêm hai cái, một cái thùng đầu nghề với một cái can xăng phía bên kia, cái can xăng hai nắp của Nhật này. Đây, cái thùng này có thể tháo mở dễ dàng, ghế thì ghế nhúng bình thường thôi. Ghế một nhúng hai lò xo một nhíp. Ghế này thì mình cũng mua ở bãi thôi. Sàn ngang 1m1, dài 2m, đủ rộng để chất được. À, mình nói thêm cái tải của con này thì dự đoán là nó chở được 500 kg, tại vì cặp lớp này đã có lần thử tải là 500 có hơn rồi, chở bình thường. Sàn 7 bước báo về, 7 bước lên này. Nói chung là cái tư thế ngồi đã cân chỉnh, ngồi rất thoải mái. Anh em thể trạng từ 50 đến 60 cân thì ngồi tuyệt vời. To hơn thì mình không biết, mà nhỏ hơn thì mình cũng không biết đâu. Đấy, nhìn xa mình thử nổ máy cho anh em xem nhé. Con này thì giật nổ thôi. Về này cái moment kéo của nó thì không cao, nhưng mà phần tua của nó thì rất là cao nha anh em.
Vừa nãy mình có thử số 6 đấy, một số lùi 2 với lại một số 6 để anh em xem đấy. Vào côn phát chạy ngay, cảm thấy nó nhẹ nhàng lắm, sàn phía sau không đến nỗi nhẹ lắm nhưng mà nó vẫn đề ba nhẹ nhàng thôi. Đây, kết cấu bên dưới hôm qua ở bên trong mình sơn một lớp màu đen dàn dí này, sexy này, sexy hai ba lớp, tối quá không thấy, khó thấy lắm. Đây là kết cấu bệ bước cỏ kéo tròn hai lớp này, kéo nói chung cũng đơn giản lắm. Ở dưới là có ba thanh đà, một thanh cặp ở dưới, thêm dưới bụng là bốn thanh đà, ở bên ngoài thêm hai thanh bên ngoài nữa, tổng cộng 5 thanh. Những cái này là những cái móc mình cắt làm đôi để mình hàn vào để chống va chạm này. Anh em đi từ phía sau tới thì có va chạm thì va chạm vào cạnh tròn, không có thì ít bị giảm cái xác suất bị thương, bị xước hơn. Ở trên đây cũng vậy. Đấy. Rồi mình nói thêm một phần nữa là đầu máy hiện giờ nó đang nhẹ lắm, có thêm một tạ rồi nhưng mà cảm thấy chưa chưa đủ mạnh anh. Nếu mà sử dụng đường trường thì 500 kg rất là khỏe, nhưng mà nếu mà sử dụng đường lầy thì chắc phải thêm tạ bánh. Tạ bánh mình có sẵn rồi, chưa lắp, chưa dự định lắp luôn. Đây, mục đích làm video này là để cho anh em biết là những cái con máy càng ngoài cái tính năng đi xới của nó, mình có thể độ là thành máy kéo vẫn vẫn ngon lành, kéo đường phẳng. Ví dụ như đây này, địa hình của mình này, từ trong trong nhà ra ngoài ngõ, bên đây là cái kho của mình chứ không phải là cái nhà, nhà thì bên kia rồi. Đường đá xanh đá dăm thôi, rồi ra tí nữa mới tới đến đường bê tông. Đường bê tông thì còn 1 km nữa mới đến đường nhựa, mới đến đường tỉnh lộ 827 ấy. Thì thông thường mình vận chuyển hàng hóa cho anh em thì mình sử dụng cái con càng kéo, trước giờ thì sử dụng con đấy đấy, hôm kia bán mất cái đầu rồi. Rồi xin chào tất cả anh em nhé.